Đây cái hấp 3 tầng này các bác này, rất là thích luôn. Và căn bếp nhà em thì khi mà em đan đồ hấp ấy hoặc là đồ nướng thì rất là gọn gàng. Đồ hấp này, em dưới này em đang hấp hai con cua nhá, trên này là em đang hấp thịt này, đấy đang hấp thịt này, và rau củ quả. Trên tầng trên là em hấp rau củ quả. Thế thì mình cứ hấp ở đây, xong trong quá trình mà cái nào chín trước mình sẽ bỏ ra trước, cái nào mà chín sau thì mình lại tiếp tục hấp nốt chu trình. Trong này nó có đấy, vặn thêm chút thời gian, mình đổ nước bên dưới nên là bếp núc rất là sạch sẽ luôn. Đấy, cảm giác như là chưa nấu cơm vào thì ai không biết thì sẽ nói là mình chưa nấu cơm đúng không ạ? Nhưng mà chỉ còn một món rau luộc này, và bên này thì đang nướng cá, rất là tiện luôn. Nếu hôm nay mà ăn đồ mà canh hầm nữa thì lại cho vào nồi áp suất là đâu có phải làm gì đâu. Đấy, chỉ mất một ít thời gian để chế biến thôi. Bếp lúc nào cũng sạch sẽ ạ.